14. Phẩm nương đại thừa, lúc bấy giờ xá lợi tử, hỏi mãn từ từ. Thế nào là Đại Bồ Tát làm lợi lạc cho khắp các hữu tình nên nương vào Đại Thừa? Mãn từ từ đáp. Đại Bồ Tát nào khi tu hành bát nhã ba la mật đa, đem tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí, lấy đại bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, tuy nương vào bố thí ba la mật đa nhưng không chấp bố thí ba la mật đa không chấp người thí người nhận vật thí và pháp ngăn cản tuy nương vào tịnh giới ba la mật đa nhưng không chấp tịnh giới ba la mật đa không chấp người trì giới và người phạm giới và pháp ngăn cản tuy nương vào an nhẫn ba la mật đa nhưng không chấp an nhẫn ba la mật đa không chấp năng nhẫn cảnh sở nhẫn và pháp ngăn cản tuy nương vào tinh tấn ba la mật đa nhưng không chấp tinh tấn ba la mật đa không chấp người tinh tấn và người giải đãi và pháp ngăn cản tuy nương vào tịnh lự ba la mật đa nhưng không chấp tịnh lự ba la mật đa không chấp người tu định và người tán loạn không chấp định cảnh và pháp ngăn cản. Tuy nương vào bát nhã ba la mật đa nhưng không chấp bát nhã ba la mật đa, không chấp người tu tuệ và người ngu si, không chấp pháp thiện, bất thiện vô ký, không chấp pháp thế gian, pháp xuất thế gian, không chấp pháp hữu vi, pháp vô vi, không chấp pháp hữu lậu, pháp vô lậu và pháp ngăn cản. Này xá lợi tử, đó là đại bồ tát làm lợi lạc cho khắp các hữu tình nên nương vào đại thừa. Lại nữa, này xá lợi tử, đại Bồ Tát nào đem tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí, lấy đại bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện vì khiến tu, nên tu bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, tu ba môn giải thoát, như vậy cho đến tu mười lực của Phật, cho đến mười tám pháp Phật bất cộng này xá lợi tử đó là đại bồ tát làm lợi lạc cho khắp các hữu tình nên nương vào đại thừa lại nữa này xá lợi tử đại bồ tát nào đem tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí lấy đại bi làm đầu dùng vô sở đắc làm phương tiện như thật quán sát đại bồ tát chỉ có giả danh lập ra nói là bồ đề và tát đỏa đều bất khả đắc sắc cho đến thức chỉ có giả danh lập ra mà nói nên bất khả đắc nhãn cho đến ý chỉ có giả danh lập ra mà nói nên bất khả đắc sắc cho đến pháp chỉ có giả danh lập ra mà nói nên bất khả đắc nhãn thức giới cho đến ý thức giới chỉ có giả danh lập ra mà nói nên bất khả đắc bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo chỉ có giả danh lập ra mà nói nên bất khả đắc pháp không nội cho đến pháp không vô tánh tự tánh chỉ có giả danh lập ra mà nói nên bất khả đắc nói rộng ra cho đến mười lực như lai cho đến mười tám pháp phật bất cộng chỉ có giả danh lập ra mà nói nên bất khả đắc chân như pháp giới pháp tánh pháp định pháp trụ thật tế chỉ có giả danh lập ra mà nói nên bất khả đắc năng giác sở giác chỉ có giả danh lập ra mà nói nên bất khả đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác của chư phật chỉ có giả danh lập ra mà nói nên bất khả đắc này xá lợi tử đó là đại bồ tát làm lợi lạc cho khắp các hữu tình nên nương vào đại thừa lại nữa này xá lợi tử đại bồ tát nào đem tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí lấy đại bi làm đầu dùng vô sở đắc làm phương tiện từ lúc mới phát tâm cho đến chứng đắc trí nhất thiết trí thường tu viên mãn thần thông bất thối giáo hóa hữu tình làm nghiêm tịnh cõi phật từ cõi phật này đến cõi phật khác cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen chư phật thế tôn lắng nghe thọ trì diệu pháp tương ưng với đại thừa của chư phật đã lắng nghe thọ trì rồi tư duy đúng lý siêng năng tu học này xá lợi tử đó là đại bồ tát làm lợi lạc cho khắp các hữu tình nên nương vào đại thừa này xá lợi tử đó là đại bồ tát tuy nương vào đại thừa từ cõi phật này đến cõi phật khác cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen chư phật thế tôn lắng nghe thọ trì diệu pháp của chư phật giáo hóa hữu tình làm nghiêm tịnh cõi phật nhưng tâm đều không có tưởng đến các cõi phật này xá lợi tử đại bồ tát này an trụ địa vị bất nhị quán các hữu tình nên dùng thân nào để độ được liền hiện ra thân như vậy này xá lợi tử đại bồ tát này cho đến chứng đắc trí nhất thiết trí sanh ra ở nơi nào cũng thường không xa lìa tránh pháp đại thừa này xá lợi tử, Đại Bồ Tát này không bao lâu sẽ chứng đắc trí nhất thiết trí, vì trời, người, vân vân, chuyển bánh xe tránh pháp. Pháp luân này, hàng thanh văn, độc giác, trời, ma vương, phạm vương, vân vân, không thể chuyển được. Này xá lợi tử, do các Bồ Tát làm lợi lạc cho khắp các hữu tình nương vào Đại Thừa, nên gọi là Ma Ha Tát này xá lợi tử như vậy, vì làm lợi lạc cho khắp các hữu tình nương vào đại thừa, nên đại bồ tát ở trong đại chúng được tất cả như lai ứng tránh đẳng giác trong hàng hà xa số thế giới chư phật khắp mười phương hoan hỉ khen ngợi như vậy. Trong thế giới ấy, phương ấy có đại bồ tát tên ấy làm lợi lạc cho khắp tất cả hữu tình nương vào đại thừa, không bao lâu sẽ đắc trí nhất thiết trí, vì trời người vân vân chuyển bánh xe tránh pháp. Pháp luân ấy, thế gian các thanh văn vân vân đều không thể chuyển được. Tiếng khen như thế, dần dần vang khắp mười phương, người trời vân vân nghe được đều rất hoan hỉ, nói. Đại Bồ Tát này không bao lâu sẽ chứng đắc trí nhất thiết trí, chuyển bánh xe diệu Pháp, độ vô lượng chúng sanh. Hết quyển thứ 412